Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Nội thất Mắc Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến việc thiết kế và thi công nội thất. Hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến một cái vật dụng mà được trang trí rất nhiều trong những căn nhà mà Nhật An đã từng giới thiệu với quý vị. Đó chính là về lam gỗ. Chắc chắn là quý vị cũng đã thấy ở trong nhiều mẫu nhà An giới thiệu ở trong những không gian, ví dụ là phòng khách chẳng hạn, thì đã xuất hiện lam gỗ rất là nhiều đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lam gỗ và ứng dụng của nó trong nội thất nhé. Tôi đã sử dụng Mắc Hôm và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắc Hôm. Phải nói là thiết kế thi công Mắc Hôm đẳng cấp vượt trội. Mắc Hôm, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Hôm đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Hôm luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Hôm là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắc Hôm, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắc Hôm đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắc Hôm dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắc Hôm qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mắc Hôm, giá trị tạo nên thương hiệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chắc chắn là tất cả những cái vấn đề khi mà chúng ta bàn đến thì chúng ta phải nắm được cái cơ bản nhất, đó chính là định nghĩa đúng không nào? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó chính là lam gỗ là gì? Lam gỗ là bao gồm những thanh gỗ thẳng, dài, với nhiều màu sắc, kích thước và chất liệu khác nhau, với sự kết hợp hoàn hảo để tạo thành một mảng lớn, có công dụng trong việc trang trí nội thất như là kệ tủ đựng đồ, vách ngăn phòng, ốp tường trang trí, v.v. làm tôn thêm nét tinh tế và sang trọng cho không gian. Với định nghĩa thì rất đơn giản thôi, quý vị cứ nhìn một khu vực nào trong nhà mà quý vị thấy là những cái thanh gỗ thẳng và dài nó được thiết kế song song với nhau, và thì đó chính là những khu vực lam gỗ quý vị ha. Và với lam gỗ thì đó, như An nói là nó sẽ có khá là nhiều công dụng khác nhau. Vậy thì lam gỗ khi chúng ta thiết kế thì nó có những ưu điểm gì? Chúng ta sẽ đến một số 2, chính là những ưu điểm của lam gỗ nhé. Ưu điểm đầu tiên đó chính là tạo nên vẻ đẹp đầy cuốn hút và sang trọng cho không gian. Với đa dạng kiểu dáng màu sắc, quý vị có nhiều sự lựa chọn cho lam gỗ phù hợp với nhu cầu, tạo sự đồng nhất, cơi nới, nội thất chung cho không gian ngôi nhà của quý vị. Lam gỗ phù hợp với những người yêu thích sự giản dị, mộc mạc. Tuy trông có vẻ giản dị nhưng lam gỗ vẫn mang nét sang trọng cuốn hút, thể hiện được con mắt nghệ thuật của chủ nhân ngôi nhà. Cho nên quả thật là với những cái không gian đặc biệt An để ý, nếu mà chúng ta đặt lam gỗ vào, ngôi nhà nhìn nó bớt trống trải hơn rất là nhiều. Có những ngôi nhà khi mà An bước vào cảm giác rất là trống quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt thêm một cái lam gỗ vào để trang trí thì ngôi nhà sẽ cuốn hút và sang trọng hơn. Ưu điểm thứ hai của lam gỗ đó chính là độ bền bỉ và chắc chắn cao. Lam gỗ làm từ gỗ nhựa và gỗ công nghiệp có độ bền cao, chống va đập và chống nước. Ngoài ra, thanh lam gỗ còn có thể chống lại các tác nhân oxy hóa của môi trường và mối mọt so với các vật liệu trang trí nội thất khác. Cái độ bền bỉ và chắc chắn này thì chắc chắn là khi mà chúng ta không chỉ về lam gỗ đâu mà tất cả những cái vật dụng khi mà chúng ta đã mua về hoặc là khi chúng ta lắp ráp thì chúng ta luôn luôn quan tâm đúng không nào? Thì cái điều này nó phải phụ thuộc không chỉ vào cái thiết kế mà nó quan trọng về cái quá trình thi công cũng như là cái chất lượng của gỗ mà chúng ta lựa chọn để làm lam gỗ nhé. Và ưu điểm thứ ba chính là phù hợp với nhiều không gian nội thất. Chúng ta có thể sử dụng lam gỗ trong nhiều không gian nội thất khác nhau. Quý vị có thể tham khảo thiết kế thi công nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và ngoại thất cho mọi công trình xây dựng như là chung cư, biệt thự, nhà phố với thiết kế giản dị và nhỏ gọn, dễ dàng thi công, thiết kế và sắp xếp. Quả thật là nếu mà chúng ta biết cách đó quý vị thì lam gỗ chúng ta đặt được rất nhiều nơi. Nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng phải cân nhắc về tính thẩm mỹ cũng như là cái công năng của nó. Không phải là cứ thích là để vào ha, thì nó sẽ có thể là khiến ngôi nhà bị chật chội. Chúng ta phải thật sự cân nhắc là đặt ở đâu mà ngôi nhà chúng ta nhìn nó sang trọng hơn và cũng như là nó có một cái giá trị gì đó thì chúng ta mới nên thiết kế nhé. Và một cái ưu điểm mà An nghĩ là rất nhiều gia chủ quan tâm đó chính là giá cả hợp lý. Giá cả của lam gỗ tùy thuộc vào kích thước và vật liệu của lam gỗ mà quý vị lựa chọn. Đối với lam gỗ chất liệu tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp sẽ có giá cả cao hơn so với lam gỗ PE, PVC hoặc là PP nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số 3, đó chính là các loại lam gỗ phổ biến. Đầu tiên, chắc chắn rồi, đó chính là chất liệu lam gỗ tự nhiên.
Lam gỗ tự nhiên được làm từ các loại gỗ nguyên chất như là gỗ ốc chó, gỗ gụ, gỗ sồi. Lam gỗ tự nhiên có giá cao hơn các loại lam gỗ khác nhưng mang lại vẻ đẹp tự nhiên, sang trọng, độ bền cao của gỗ tự nhiên. Nhờ vậy, loại lam gỗ tự nhiên chiếm nhiều sự ưu ái trong sự lựa chọn. Ưu điểm của lam gỗ tự nhiên là gì? Lam gỗ tự nhiên có độ bền cao, màu sắc vẻ đẹp tự nhiên, phần gỗ chân thật, tạo cảm giác sang trọng và cao cấp, khả năng chống nước, chống trầy và chống mối mọt, an toàn, thân thiện với môi trường. Chắc chắn rồi, trong tất cả, em nghĩ là không phải lam gỗ không, mà trong tất cả những vật dụng nội thất, khi mà chúng ta đã đầu tư là gỗ tự nhiên thì quý vị chắc chắn là giá thành nó phải cao, nhưng nó sẽ mang đến một cái độ bền nè, cũng như cái sự sang trọng nhất định cho không gian của mình. Cho nên là nếu mà khả năng tài chính chúng ta có thể thì cứ mạnh dạn đầu tư gỗ tự nhiên quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với một cái loại gỗ thứ hai cũng cực kỳ phổ biến, đó chính là chất liệu lam gỗ công nghiệp. Lam gỗ công nghiệp vẫn bắt nguồn từ lam gỗ tự nhiên, nhưng sau khi được khai thác sẽ được xây mịn ra, trộn keo cùng với một số chất hóa học khác, được rồi đem đi ép dưới nhiệt độ áp suất cao để ra đời những thanh lam gỗ thẳng vuông vức. Ưu điểm của gỗ lam công nghiệp đó chính là khi sử dụng lam gỗ công nghiệp sẽ tạo cho không gian nội thất có vẻ giản dị, mộc mạc, độ bền cao, chống chịu được va đập mạnh và chống thấm nước và thời gian thi công nhanh. Và một chất liệu nữa, cái chất liệu này thì cũng khá là phổ biến trong nhiều căn nhà, đặc biệt là những căn nhà mà Nhật An đã từng ghé, đó chính là chất liệu lam gỗ nhựa. Lam gỗ nhựa được làm từ 70% bột gỗ, 30% hạt nhựa và các loại hóa chất phụ gia khác. Lam gỗ nhựa được thiết kế một cách tinh tế với nhiều mẫu đa dạng không khác gì gỗ tự nhiên. Nếu lướt nhìn sơ qua và người không có nhiều kinh nghiệm rất khó biết đó là lam gỗ nhựa. Ưu điểm của lam gỗ nhựa đó là chống nước tuyệt đối, chống nấm mốc, mối mọt, không co lại, cong vênh, có trọng lượng nhẹ, dễ dàng trong việc di chuyển lắp đặt, giá cả hợp lý, tiết kiệm chi phí so với lam gỗ tự nhiên và công nghiệp. Với chất liệu lam gỗ nhựa đó quý vị, thì em nghĩ là cái ưu điểm của nó đầu tiên là nó rất là nhiều mẫu mã đa dạng, tức là nếu quý vị thích cái lam gỗ nhựa mà nó có màu như là gỗ thật cũng có, còn nếu quý vị không thích, chúng ta hoàn toàn có thể sơn phết với cái lam gỗ nhựa này với màu nào ở trong bảng màu quý vị thích là chúng ta đều có thể sơn được cái lam gỗ nhựa hết. Và một cái ưu điểm lớn của nó em nghĩ là nói về giá, giá của lam gỗ nhựa thì nó thấp hơn nhiều so với gỗ tự nhiên, cho nên nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì lam gỗ nhựa sẽ là một sự lựa chọn quý vị cân nhắc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến mục số 4, đó chính là ứng dụng của lam gỗ trong thi công thiết kế nhà. Đầu tiên đó chính là lam gỗ ứng dụng trong phòng khách. Đây chính là cái vị trí mà em nói thật là rất là nhiều gia đình chúng ta sẽ đặt lam gỗ vào, cho nên là phòng khách em nghĩ là cũng chiếm 70-80% nếu mà chúng ta đã nghĩ đến việc đặt lam gỗ thì phòng khách luôn là cái sự lựa chọn ha. Lam gỗ nhựa trong mỗi thiết kế nội thất phòng khách tạo nên vẻ tinh tế với những đường vân gỗ nhân tạo khá giống với gỗ tự nhiên, giúp không gian phòng khách trở nên sang trọng và tinh tế. Những vị trí đặt lam gỗ thông dụng nhất là sau kệ tivi, bởi những bộ ghế bàn sofa phòng khách thường được bày trí đặt để đối diện với chiếc tivi. Vậy những thành viên gia đình ngồi xem tivi thư giãn, vị trí đó khá thuận lợi để ngắm nhìn, tạo điểm nhấn lý tưởng cho không gian phòng khách. Và đây cũng là cái vị trí mà đa phần những thiết kế của nội thất mắc hôn thì chúng ta cũng sẽ đặt cái lam gỗ sau cái kệ tivi, coi như là nó là một cái giá đỡ của cái tivi vậy đó. Và bên cạnh đó thì quý vị để ý đi, khi mà chúng ta thiết kế đặc biệt là phòng khách, phòng bếp gần nhau thì cái lam gỗ này bên cạnh việc trang trí nhá, nó cũng làm nhiệm vụ như cái vách ngăn, nó ngăn giữa khu vực phòng khách, phòng bếp để chúng ta phân biệt được đâu là phòng khách, đâu là phòng bếp, cũng là một cái ưu điểm đúng không nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái ứng dụng thứ hai, đó chính là lam gỗ ốp trần nhà. Chúng ta có thể thay thế những bức tranh trần thạch cao khá đơn điệu và lam gỗ trang trí trần nhà, giúp cho không gian căn phòng trở nên hài hòa hơn, tạo nét khác biệt và đẳng cấp cho chính ngôi nhà của quý vị. Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta lam gỗ ốp trần nhà này quý vị phải thật sự là cân nhắc, cũng như là kiến trúc sư phải có kiến thức, bởi vì chúng ta tránh tạo cảm giác quá nặng nề cho cái trần nhà của mình, đặc biệt là đặt trên giường ngủ này, hoặc là bàn thờ cúng này, hoặc là những khu vực ăn uống, thì chúng ta phải lưu ý là không có những cái lam mà nó đè nặng lên quá những khu vực này, sẽ tạo nên cảm giác không tốt khi mà chúng ta sinh hoạt nhé. Và cái ứng dụng thứ ba chính là lam gỗ làm vách ngăn các phòng. Khi ta sử dụng lam gỗ làm vách ngăn trang trí, không những tăng độ thẩm mỹ mà còn tạo sự rộng rãi và thông thoáng cho không gian phòng. Thì cái điều này nó ví dụ như là em nói ở trong phòng khách và phòng bếp, hoặc chúng ta có thể đặt lam gỗ phòng ngủ để chúng ta phân chia giữa khu vực ngủ với những khu vực ví dụ là thay đồ chẳng hạn. Và để gọi là minh chứng cho cái điều mà em vừa nói ha, thì chúng ta sẽ liên hệ đến một mẫu nội thất của Mắc Hôn đã thiết kế cho khách hàng để quý vị xem là cái mẫu này thì chúng tôi sẽ thiết kế lam gỗ như thế nào. Đó chính là mẫu nội thất của nhà chủ Bùi Đức Oanh ở Xuân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên. Đầu tiên thì chúng ta nhìn sơ bên ngoài ha, thì chúng ta có thể thấy đây là một căn nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế phong cách tân cổ điển, màu sắc cũng rất cơ bản, ví dụ là phía bên trên mái ngói thì chúng ta sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh dương, phía bên dưới thì hoàn toàn tường sơn màu trắng, tạo một cảm giác cực kỳ thanh lịch cho không gian này.
Vậy thì với không gian nào thì chúng ta sẽ đặt lam gỗ đây? Đầu tiên em sẽ mời quý vị xem qua đó chính là khu vực phòng khách của căn nhà. Với phòng khách của căn nhà của chú Anh thì quý vị sẽ thấy là ở ngay khu vực kệ tivi, ngay cái lúc nãy An nói luôn là ngay phía sau tivi thì quý vị thấy là có nguyên một cái dãy lam gỗ nè. Cái lam gỗ này đầu tiên quý vị thấy nó trang trí, nó giúp căn phòng nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Nếu tưởng tượng nhé, không có cái vách lam gỗ này thì căn phòng nó sẽ nhìn rất là trống. Cho nên là đặt lam gỗ vào thứ nhất là trang trí nè. Thứ hai là quý vị có thể thấy rõ là nó sẽ giúp phân chia không gian giữa phòng khách và phòng bếp. Nếu chúng ta không có cái này thì nhìn ở ngoài ta thấy luôn cái phòng bếp bên trong thì nó cũng không tốt lắm về mặt phong thủy cũng như là thẩm mỹ. Cho nên che bớt một chút xíu thì nhìn nó cũng sẽ gọn gàng hơn. Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta đặt ở đây nguyên cái vách tường á thì nó sẽ bị ngột ngạt ra nhà đúng không nào? Lam gỗ sẽ có những cái khoảng hở để mà gió có thể lùa vào bên trong, cho nên là đây một thiết kế rất hợp lý nhé. Và tiếp theo cũng trong căn nhà của chú Anh luôn quý vị, thì chúng ta sẽ đến với một không gian cá nhân hơn, đó chính là phòng ngủ của căn nhà. Đây sẽ là phòng ngủ số 4 nằm ở trên tầng 2. Với căn phòng ngủ này thì quý vị có phát hiện ra cái lam gỗ không ạ? Lam gỗ ở đây thì chúng tôi sẽ làm chính là lam gỗ nhựa nhé. Và chúng tôi sẽ thiết kế là ngay ở phía sau của cái khu cái chiếc giường nè. Quý vị thấy hai bên sẽ có lam gỗ và được sơn màu trắng. Cái lam gỗ này nhiệm vụ là gì? Thứ nhất là đương nhiên là để trang trí căn phòng nhìn đẹp hơn rồi. Và thứ hai quý vị sẽ thấy nó che đi cái không gian ở phía sau. Đó chính là khu vực tủ quần áo, cái khu vực thay đồ của gia chủ. Đây cũng là một cách khéo léo để kiến trúc sư phân biệt đâu là không gian ngủ nghỉ, đâu là không gian thay quần áo. Và những cái phòng ngủ rất là rộng quý vị, kiểu phòng ngủ master thì sẽ rất cần những cái thiết kế như thế này. Vậy nhưng em vừa giới thiệu quý vị về chủ đề đó chính là tìm hiểu về lam gỗ và ứng dụng trong nội thất. Hy vọng rằng đây những thông tin bổ ích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói nội thất thì cần ngại liên hệ ngay với nội thất Mắc Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắc Hôm, chọn sơn Mắc Hôm.